Kính Bạch Sư, trong kinh Đại Bát Niết Bàn thì có đoạn là Đức Phật kể về việc thiện xảo tứ thần túc, thì có thể nếu muốn thì Như Lai có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại. Thì con nhờ sư giải thích giúp đoạn kinh sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại như vậy có nghĩa là sống đến bao nhiêu năm hay bao nhiêu phần năm còn lại. Xin sư hoan hỷ chỉ dạy. Về phần này thì xin mời Đại Đức Tuệ Tường trả lời trước. Kính thưa Đại Đức Hành Tuệ, kính thưa quý vị. Về cái đúng hơn là cái quan điểm thưa vị, quan điểm của các vị chú giải sư về cái câu mà được đề cập trong Đại Bát Niết Bàn đó, có nghĩa là nếu muốn Thế Tôn có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại, thì xin thưa quý vị, có một điểm này rất là quan trọng quý vị phải ghi nhớ, phải ghi nhận nha. Có nghĩa là trong tài liệu Đại Phật Sự của Ngài Minh Gun, Ngài Minh Gun cũng giải thích rất là rõ về cái quan điểm của các ngài chú giải sư. Các ngài chú giải sư thì có hai cái quan điểm sau đây, hai quan điểm sau đây. Phải nói rõ là Ngài Quang Minh Gun, Ngài cũng nói lên hai quan điểm của hai vị chú giải sư, chứ cũng Ngài Minh Gun, Ngài cũng không nói là Ngài nói. Đó. Thì đầu tiên á, về chữ cấp bá, cái trong đoạn văn này, á, cái Bali, từ Bali á, đầy đủ là cấp băng qua tiết thay giá, cấp ba, quá xê sang qua, có nghĩa là được nhất trí công nhận với nghĩa là thọ kiếp. Trong thời bấy giờ các vị chú giải sư và phụ chú giải sư có nghe được công nhận đó, công nhận thống nhất đó, là với nghĩa là thọ kiếp. Nhưng mà như vậy thưa quý vị, nhưng mà nó có lại cái hai quan điểm như vậy. Thì sư khuyên nha, sư khuyên quý vị là cái tại cái phần mà để trả lời mà cụ thể á, trả lời cụ thể nó tỏ tường á, mà đọc để cho nó lôi cuốn, nó hay, nó sinh động á, thì rất là dài, khá là dài thưa quý vị. Quý vị nên tự mình tìm hiểu, đọc ở trong quyển Đại Phật Sử, quyển xin nhớ là quyển gần cuối đó, cái quyển gì, quyển thứ thứ bảy hay sao đó, thứ bảy, nhớ quyển thứ bảy. Thì có hai quan điểm như vậy, sư sẽ tóm gọn lại cho quý vị dễ hiểu. Hai điểm như vậy, thì thứ nhất là quan điểm của ngài chú giải sư á, Mahasiwa, là cái quan điểm của ngài á, là ngài nói là cái việc á, mà Thế Tôn nói là sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại á, thì quan điểm của ngài á, ngài nói đó là năng lực của vị Phật toàn giác, tức là muốn cái ý muốn đó, đó là muốn sống đến thọ mạng bao lâu thì muốn, vì hiểu mà, có nghĩa là muốn sống đến tuổi thọ bao lâu thì muốn, đúng không? Nhưng mà ở đây gì nè, nhưng mà thứ nhất ngài đã hứa Ma Vương rồi. Cái thứ hai là Ngài Ananda bị chi phối bởi ác ma. Cho nên vì lẽ đó ngài chọn giải pháp nhập Niết Bàn để cho, thứ nhất là đại loại như là cho nó phù hợp với cái không, nghĩa là không bị lời chê trách, hay sự việc chê trách từ nhiều phía, giống như từ Ma Vương hay là từ những cái ngoại đạo gì đó. Đó là cái lời giải thích của ngài chú giải sư Mahasiwa. Và được phần ít, sư nói nhấn mạnh nha, được phần ít các vị chú giải sư khác hay là công nhận. Riêng á, riêng cái luồng tư tưởng thứ hai được nhiều nhà chú giải sư công nhận hơn, cụ thể là ngài Buddhaghosa và ngài Dhammapala. Hai vị chú giải sư này rất là lỗi lạc đó, được nghe là cái luồng tư tưởng thứ hai được công nhận nè. Và là trong đó là để vân vân đó, là suy nghĩ là có một vài vị chú giải sư cũng cảm nhận thì mới nói như vậy. Mới nói là mặc dù nghiệp quả của Bồ Tát trong kiếp cuối cùng của ngài được xem là kéo dài mạng sống trong một khoảng thời gian bất định, thời gian bất định ấy theo nghĩa đen có thể hiểu đúng là thọ mạng trong thời ấy cũng là thời gian bất định, nhưng nếu thọ mạng lúc bấy giờ là 100 năm, thời gian được gọi là bất định ấy chỉ có thể kéo dài 100 năm.
Quả thật đúng vậy, bởi vì năng lực của nghiệp, kết quả của nó bị giới hạn bởi chừng mức thời gian trong thời kỳ ấy, bởi nền tảng vật lý của con người, bởi sức tinh tấn và cõi sanh hữu. Đó là lý do khiến bộ Pakinaka Desana của bộ chú giải xưa lý nghĩa của chữ Ayukappa là thọ mạng đương thời. Quan điểm này được duy trì bảo vệ bởi những nhà chú giải sau này như là ngài Uttarakhusa, ngài Dhammapada. Tức tóm gọn lại là theo cái luồng quan điểm thứ hai á, là cái mà ngài nói thọ kiếp á, là tức là Đức Thế Tôn so với tuổi thọ của nhân loại lúc thời Đức Thế Tôn tại thế là 100 năm, thì cái mà ngài nói có thể duy trì thọ mạng thì tối đa là trong vòng 100 năm thôi, đúng không? Thì ví dụ giống như là ở thời Đức Phật Maitreya đi, thì trong kinh điển nói là thời đó sư nhớ biết có làm không nha, là tuổi thọ con người đạt đến hình như là 80.000 tuổi đó. Mà nếu sử dụng từ nếu đi nha, nếu mà Đức Thế Tôn Maitreya mà ngài muốn giống giống như trường hợp của ngài Đức Phật Gautama nè, ngài muốn duy trì cái thọ mạng thêm á, thì cũng duy trì trong ở cái mức gọi là 80.000 tuổi đó, như vậy đó. Bởi vì ở đây có một cái câu rất là hay là nói là nhưng nếu thọ mạng lúc bấy giờ là 100 năm, thời gian được gọi là bất định ấy chỉ kéo dài 100 năm, quả thật đúng vậy. Bởi vì sao? Bởi vì năng lực của nghiệp, kết quả của nó bị giới hạn bởi chừng mức thời gian trong thời kỳ ấy, bởi nền tảng vật lý con người, không? Bởi sức tinh tấn và cõi sanh hữu. Đó. Thì trước khi kết thúc cái câu trả lời này thì tóm gọn là hai điểm, là thứ nhất là theo ngài Minh-Gun trích dẫn từ hai nguồn của hai ngài chú giải sư. Ngài đầu ngài chú giải sư là tên là Mahasiswa, thì nói là Đức Phật, tuy là Đức Phật có thể là kéo dài mạng sống đến lúc nào thì tùy ngài, nhưng mà ngài phải nhập niết bàn, bởi vì thứ nhất là ma vương, rồi về những cái ngoại đạo chê trách này nọ, hay là vì ngài Nanda bị ác ma chi phối cho nên không thỉnh, cho nên Đức Phật Thế Tôn biết điều đó, cho nên Thế Tôn phải nhập niết bàn, mặc dù có nói như vậy, không? Và cái điểm thứ hai là cái duy trì thọ mạng Thế Tôn đó, là nó phù hợp với cái nền tảng nghiệp vật lý, bởi sức tinh tấn và cõi sanh hữu ở trong thời kỳ đó, tuổi thọ con người 100 năm. Cho nên Đức Thế Tôn trong cái câu đó là Đức Thế Tôn nói là có thể duy trì thọ mạng, nhưng mà mình phải hiểu là thời kỳ đó tuổi thọ của con người 100 năm thì Đức Thế Tôn có thể duy trì tối đa là 100 năm. Thì cũng xin thì quý vị phải ghi nhận hai nguồn quan điểm này nha. Có nghĩa là quan điểm thứ hai thì được ngài Bồ Tát và ngài Dhammapada là hai vị chú giải sư công nhận. Còn ở đây là sư cũng không khẳng định, và ngài Minh-Gun cũng không có nói là ai đúng ai sai gì hết, là chỉ đi ra hai luận quan điểm, còn quý vị chọn cái luận quan điểm nào là tùy quý vị. Cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Nói là rất tán thán câu trả lời của Đại Đức Tuệ Tường. Bởi vì nếu như mà sư trả lời trước thì sư cũng khó lòng hoặc là không thể nào mà trả lời đầy đủ với nhiều mặt như là Đại Đức Tuệ Tường được. Cho nên là Đại Đức Tuệ Tường đã trả lời và nói là rất đầy đủ rồi, rất đầy đủ thông tin. Sư chỉ đưa ra thêm một ý kiến thôi. Đó chính là dù cho có như thế nào đi chăng nữa thì kết quả vẫn là Đức Thế Tôn ngài đã nhập Niết Bàn. Mình có luyến tiếc hay là mình có suy nghĩ như thế nào đi nữa thì cũng không có cách chi mà kéo Đức Thế Tôn trở lại. Cho nên cái điều quan trọng là chúng ta cần phải nỗ lực tu tập đi đến sự giải thoát giác ngộ khi chánh pháp vẫn còn, thì đó mới là điều chúng ta nên lưu ý. Giống như trường hợp vị tỷ kheo khi nghe tin Đức Thế Tôn hứa với Ma Vương là ngài sẽ nhập Niết Bàn, thì thay vì người ta đi tới đi lui lo lắng cho Thế Tôn, thì vị tỷ kheo này suy nghĩ là bây giờ khi Đức Thế Tôn còn tại thế, mình chưa nhập Niết Bàn, thì khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi thì ta phải làm sao? Cho nên là vị ấy dành thời gian còn lại khi Thế Tôn còn tại thế, vị ấy nỗ lực tu tập để có thể chứng đắc được đạo quả.
Và bây giờ chúng ta cũng vậy, thay vì chúng ta suy tư Đức Thế Tôn là Ngài có trụ lại nữa hay là không, rồi mình suy tư nhiều về giáo pháp, thì thay vì như vậy thì chúng ta nên tranh thủ thời gian khi chánh pháp vẫn còn, khi những vị thiện tri thức biết ưu tư về chánh pháp vẫn còn, khi mà sự thực hành chánh pháp vẫn còn, khi mà sự giữ giới vẫn còn, khi mà tăng đoàn còn chưa có chia rẽ, khi mà đất nước còn chưa bị phân ly, thì chúng ta hãy nỗ lực tu tập. Đó mới là cái chúng ta cần phải lưu ý hơn. Và sư qua câu hỏi tiếp theo.